Theo thông tin từ tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 29 tháng 5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Hôm nay, một bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 279 ca. Số ca còn đang điều trị là 48 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 7.870 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 69 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 6.870 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 931 người.